Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể. Phần tiếp theo. Ba la mã. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối. 1. Quần thể ngẫu phối. Quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối khi các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, một quần thể nào đó được coi là ngẫu phối hay không còn tùy thuộc vào tính trạng mà ta xem xét. Ví dụ, quần thể người cũng có thể được xem là quần thể ngẫu phối khi chúng ta lựa chọn bạn đời không phụ thuộc vào người đó có nhóm máu gì, hoặc người đó có các chỉ tiêu sinh hóa bên trong cơ thể như thế nào. Lý do cũng rất đơn giản. Một là vì chúng ta không thấy các chỉ tiêu này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng và con cái sau này. Hai là chúng ta không biết gì về các thông số này ở đối tượng mà mình tìm hiểu. Cũng quần thể người đó lại có thể được coi là quần thể giao phối không ngẫu nhiên hay giao phối có lựa chọn, vì khi kết hôn, người ta thường dựa vào một số đặc điểm hình thái của cơ thể hoặc tính tình, tôn giáo, trình độ, học vấn, vân vân. Quần thể ngẫu phối có đặc điểm di truyền gì nổi bật? Trong quần thể ngẫu phối, các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ tạo nên một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể, làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống. Quần thể ngẫu phối có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể một cách không đổi trong những điều kiện nhất định. Như vậy, một đặc điểm quan trọng của quần thể ngẫu phối là duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể. Để thấy được mức độ đa dạng di truyền như thế nào trong quần thể ngẫu phối, chúng ta có thể xem xét về tần số của các kiểu gen quy định nhóm máu A, B, AB và O của người. Trong quần thể người, gen quy định nhóm máu A, B, AB và O có 3 allele khác nhau là Y, mũ A lớn, Y, mũ B lớn và Y, mũ O. Tuy nhiên, mỗi tế bào của cơ thể người lại chỉ chứa 2 trong 3 allele nói trên. Tổ hợp của các allele trong quá trình sinh sản đã tạo ra các loại kiểu gen sau đây trong quần thể. Y mũ A lớn, Y mũ A lớn, Y mũ A lớn, Y mũ O lớn, Y mũ A lớn, Y mũ B lớn, Y mũ B lớn, Y mũ B lớn, Y mũ B lớn, Y mũ O lớn, Y mũ O lớn, Y mũ O lớn. Chỉ với 3 loại allele khác nhau trong quần thể ngẫu phối đã có tới 6 loại kiểu gen khác nhau. Trên thực tế, một gen trong quần thể có thể có rất nhiều allele khác nhau, kết quả của quá trình đột biến và tích lũy các gen đột biến. Nên quần thể ngẫu phối có rất nhiều biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. 2. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Một quần thể được gọi là đang ở trong trạng thái cân bằng di truyền. Khi tỷ lệ các kiểu gen, còn được gọi là thành phần kiểu gen, của quần thể tuân theo công thức sau. P bình phương cộng 2PQ cộng Q bình phương bằng 1. Trong đó, P là tần số của allele trội, Q là tần số của allele lặn, và P cộng Q bằng 1. Trong quần thể gen chỉ có 2 loại allele, một loại là trội và một loại là lặn. Và P bình phương là tần số của kiểu gen đồng hợp trội. 2PQ là tần số kiểu gen dị hợp, còn Q bình phương là tần số kiểu gen đồng hợp lặn. Trạng thái cân bằng di truyền như trên còn được gọi là trạng thái cân bằng HD Van Peck, vì nhà toán học người Anh là HD và bác sĩ người Đức là Van Peck đã độc lập cùng đưa ra định luật về trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể sinh vật ngẫu phối. Trên thực tế, định luật này cũng do một nhà khoa học thứ ba phát hiện ra một cách độc lập với hai nhà khoa học trên, đó là nhà di truyền học người Nga Ted Verenikov. Định luật HD Van Peck có thể được tóm tắt như sau. Trong một quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số allele thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức P bình phương cộng 2PQ cộng Q bình phương bằng 1. Nếu trong một quần thể,
Một gen chỉ có hai allele A lớn và A nhỏ, với tần số allele A lớn và A nhỏ tương ứng là P và Q, thì quần thể được gọi là cân bằng di truyền, hay còn gọi là cân bằng Hardy-Weinberg, khi thỏa mãn công thức về thành phần kiểu gen như sau. Thành phần kiểu gen P bình phương A lớn cộng 2 P Q A nhỏ cộng Q bình phương A nhỏ bằng 1. Với P bình phương là tần số kiểu gen A lớn 2 P Q là tần số kiểu gen A lớn A nhỏ, còn Q bình phương là tần số kiểu gen A nhỏ. Trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg không chỉ giới hạn trong trường hợp một gen có hai allele, mà có thể mở rộng trong trường hợp một gen có nhiều allele trong quần thể. Để quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, cần phải có một số điều kiện sau. 1. Quần thể phải có kích thước lớn. 2. Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau một cách ngẫu nhiên. 3. Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau, không có sự chọn lọc tự nhiên. 4. Đột biến không xảy ra hay có xảy ra thì tần số đột biến thuận phải bằng tần số đột biến nghịch. 5. Quần thể phải được cách ly với các quần thể khác, tức là không có sự di nhập gen giữa các quần thể. Trên thực tế, một quần thể trong tự nhiên rất khó có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện nêu trên, nên tần số allele và thành phần kiểu gen liên tục bị biến đổi. Ngoài ra, một quần thể có thể ở trong trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen nào đó, nhưng lại có thể không cân bằng về thành phần các kiểu gen của những gen khác. Tuy nhiên, khi biết được quần thể ở trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg, thì từ tần số các cá thể có kiểu hình lặn, chúng ta có thể tính được tần số của allele lặn, allele trội, cũng như tần số của các kiểu gen trong quần thể. Hỏi, một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10.000. Giả sử quần thể này cân bằng di truyền. Thứ nhất, hãy tính tần số các allele và thành phần các kiểu gen của quần thể. Biết rằng bệnh bạch tạng là do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Thứ hai, tính xác suất để hai người bình thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bệnh bạch tạng. Qua bài học này các em cần nắm vững. Thứ nhất, quần thể ngẫu phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. Do vậy, duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Thứ hai, một quần thể lớn ngẫu phối nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số allele thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ ở trạng thái cân bằng và được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu hỏi và bài tập. 1. Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối. 2. Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen A lớn, 400 cá thể có kiểu gen A lớn A nhỏ và 680 cá thể có kiểu gen A nhỏ A nhỏ. Hãy tính tần số của các allele A lớn và A nhỏ trong quần thể. Cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen hay không. 3. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền? Các em kẻ bảng gồm có 4 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, quần thể. Cột 2, tần số kiểu gen A lớn. Cột 3, tần số kiểu gen A lớn A nhỏ. Cột 4, tần số kiểu gen A nhỏ A nhỏ. Hàng thứ 2, cột 1, số 1. Cột 2, 1. Cột 3, 0. Cột 4, 0. Hàng thứ 3, cột 1, 2. Cột 2, 0. Cột 3, 1. Cột 4, 0. Hàng thứ 4, cột 1, 3. Cột 2, 0. Cột 3, 0. Cột 4, 1. Hàng thứ 5, cột 1, 4, cột 2, 0,2, cột 3, 0,5, cột 4, 0,3. A. Quần thể 1 và 2. B. Quần thể 3 và 4. C. Quần thể 2 và 4. D. Quần thể 1 và 3. 4. Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg hay không nếu tần số allele ở hai giới là khác nhau. Giải thích.
Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.